viết cái phần mở đầu của cuốn sách 17 năm ngục tù cộng sản, và chính là giáo sư đã cho phép tôi viết cái phần mở đầu của cuốn sách và chụp chung với ngài trong cái cuốn sách 17 năm ngục tù cộng sản này. Và chính ông giáo sư Đặng Trung Pháp đã hướng dẫn cho tôi viết cái cuốn sách này và đã bán ra được ở tại Texas này đó là 8.000 cuốn, và 1.000 cuốn bằng tiếng Anh, còn 500 cuốn bằng tiếng Pháp. Nói đến giáo sư Đặng Trung Pháp thì chúng tôi thấy rằng chính những cái kết quả mà tôi viết ra những cuốn sách bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt Nam 17 năm ngục tù cộng sản là do chính giáo sư Đặng Trung Pháp là cái người mở đầu cái câu chuyện của cuốn sách bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Hôm nay trước dòng linh của giáo sư Đặng Trung Pháp, tôi đã sực nhớ và giờ nhớ lại những lời nói, những cử chỉ của giáo sư Đặng Trung Pháp đã dành cho bức thư. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn.